Thời điểm tăng giá ở tại dự án căn hộ cao cấp, dự án Mastery Central Point và căn hộ cao cấp Lumiere Boulevard nằm trong tổ hợp với quy mô 7 hectare của chủ đầu tư Mastery Home nằm trong đại đô thị Vinhome Grand Park. Có rất là nhiều anh chị chúng ta đã quyết định chọn mua trong thời gian vừa qua ở tại hai sản phẩm căn hộ tại khu đô thị của chúng ta. Và ngoài ra nữa, những anh chị chúng ta đã và đang quan tâm đến dự án này và đồng thời chúng ta sẽ cân nhắc chọn mua trong thời gian sắp tới, thì đây cũng là video dành cho tất cả các anh chị đã mua dự án và đang trong quá trình cân nhắc tìm hiểu để mua trong thời gian sắp tới. Thì hy vọng rằng những thông tin Tấn chia sẻ cho tất cả các anh chị trong buổi ngày hôm nay sẽ giúp ích cho tất cả các anh chị khi mà chúng ta có thể cân nhắc chọn mua, hoặc là chúng ta có thể có những thông tin trước khi các anh chị mình chọn mua để chúng ta có những quyết định tốt nhất, phù hợp nhất cho mình các anh chị nhé. Và cái buổi này Tấn sẽ chia sẻ cho tất cả các anh chị 8 yếu tố giúp cho cái sản phẩm Mastery Central Point của chúng ta và Lumiere Boulevard sẽ tăng giá trong thời gian sắp tới. Và tới thời điểm mà tăng giá, theo như Tấn nhận định, đó chính là sẽ bắt đầu vào giữa năm sau cho đến cuối năm sau sẽ là thời điểm tăng giá tốt nhất cho sản phẩm căn hộ cao cấp của mình. Và 8 yếu tố như sau. Thứ nhất, Tấn sẽ chia sẻ về chủ đề tăng giá, thời điểm tăng giá của dự án Mastery Central Point thì Tấn sẽ ký hiệu là MCB, còn Lumiere Boulevard Tấn sẽ ký hiệu là BLV các anh chị nhé. Các anh chị mình nhìn thấy rõ mà Tấn sẽ để cái camera sát một tí để các anh chị chúng ta xem nhé. Và dự án Lumiere Boulevard cũng như là dự án MCB của chúng ta nằm trong đại đô thị Vinhome Grand Park, chúng ta sẽ có 8 thời điểm để tăng giá như sau. Thứ nhất, về nội tại của dự án Mastery Central Point và Lumiere Boulevard. Thứ nhất đó chính là nội tại của dự án. Về nội tại của dự án là chúng ta sẽ có 2 điểm. Thứ nhất, đó chính là giá bán. Giá bán ở tại dự án Mastery Central Point cũng như là dự án Lumiere Boulevard của chúng ta so với thời điểm cách đây khoảng chừng 1-2 năm về trước, hoặc là cách đây khoảng chừng 3 đến 4 tháng trước, thì mỗi cái đợt như vậy thì chủ đầu tư Mastery Home cũng đã có mỗi cái đợt tăng giá khác nhau rồi. Và theo quan sát của Tấn cũng như là bản thân Tấn ở đây bán rất là nhiều, thì cứ mỗi 3 tháng như vậy chúng ta sẽ có mỗi cái chính sách thanh toán khác nhau hay là mỗi cái đợt triển khai khác nhau, thì mức độ tăng giá đâu đó rơi tầm khoảng chừng 2-3%, có những đợt tăng giá mạnh thì rơi tầm khoảng chừng 4-5%. Và ở tại dự án của chúng ta, về nội tại của dự án thì giá bán cũng đã có sự tăng trưởng nhẹ về giá, các anh chị có tăng trưởng nhẹ về giá trong mỗi đợt bán hàng. Và kể từ tới thời điểm năm 2021 cho đến nay thì cũng đã tăng lên tầm khoảng chừng 20% rồi. Đó là chính nội tại của dự án của chúng ta. Và yếu tố khác nữa đó chính là về, chúng ta sẽ nói về view đó, view mỗi cái tầng view cũng như là ví dụ như view về công viên là chúng ta sẽ có mức giá khác này, chúng ta sẽ có view về nội khu cũng có mức giá khác này, hay là view về vành đai 3 cũng có mức giá khác này, hay là view về hai cái dự án lại với nhau là hướng Tây Nam á, là hướng về Lumiere Boulevard hoặc là Lumiere Boulevard ngược lại là hướng Tây Nam, thì chúng ta sẽ có mức giá khác nhau rồi. Đó, view về hướng nào thì chúng ta sẽ có nằm ở mức độ giá của từng view khác nhau. Ví dụ như view sông và công viên 36 hectare thì chúng ta sẽ có mức giá đâu đó chênh lệch so với những cái căn nằm ở view khác ở đây tầm khoảng chừng 700 cho đến 800 triệu một trên một căn, hoặc là những căn nằm ở vành đai 3 thì sẽ có giá thấp nhất so với những sản phẩm ở tại dự án căn hộ của chúng ta các anh chị nhé. Cái thứ hai rồi đó, cái thứ ba đó chính là cái hướng nữa các anh chị, cái view, cái hướng. Thứ nhất là thứ ba đó chính là cái tầng của chúng ta, thì trường hợp các anh chị mình mua tầng thấp thì chúng ta sẽ có giá nó sẽ tốt hơn nằm ở tầng cao. Cái căn hộ của chúng ta càng tầng càng lên cao thì chúng ta sẽ có giá càng cao các anh chị nhé. Và tiếp theo đó chính là cái gì nữa các anh chị, đó chính là chính sách bán hàng. Chính sách bán hàng thì chúng ta sẽ có 4 chính sách để cho tất cả các anh chị. Thứ nhất là thanh toán nhanh này, thanh toán sớm này. Thứ hai là thanh toán chậm này. Thứ ba đó chính là vay 50%.
Và thứ tư đó chính là vay 80%. Đó. Chúng ta sẽ có 4 chính sách này cho tất cả các anh chị chúng ta lựa chọn. Đây là 4 chính sách phổ biến ở tại dự án căn hộ Mastery Central Point và Lumiere Boulevard của chúng ta các anh chị nhé. Cho tất cả các anh chị chúng ta lựa chọn. Và 4 chính sách này cho chúng ta cũng đã có cái mức giá khác nhau rồi. Ví dụ thanh toán sớm của chúng ta, trường hợp ví dụ như các anh chị chúng ta mua căn 2 phòng ngủ thì thanh toán sớm thì dự án Mastery Central Point thì ra tầm khoảng chừng 4.5 tỷ một căn, còn Lumiere Boulevard thì ra tầm khoảng chừng 4.2 đến 4.3 một căn. Đó là những căn giá thấp nhất. Trường hợp các anh chị mình thanh toán chuẩn trong vòng 3 năm đến năm 2027 thì có giá đâu đó rơi tầm khoảng chừng 5.5 tỷ một căn cho đến 5.7 tỷ một căn. Trường hợp mà các anh chị mình vay 50% đến 80% thì giá cũng tương đương như nhau, và trung bình khoảng chừng 5.5 tỷ đến 5.8 tỷ một căn. Tấn chia sẻ lại cho tất cả các anh chị mình thanh toán sớm thì chúng ta sẽ có giá đâu đó rơi tầm khoảng chừng 4.5 tỷ đến 4.8 tỷ một căn. Còn trường hợp thanh toán chuẩn đến 3 năm hay là vay ngân hàng 50 đến 80% thì chỉ có giá đậu 5.5 tỷ một căn. Đây là dành cho căn hộ 2 phòng ngủ đó. Thì về cái chính sách thanh toán như vậy thì chúng ta cũng đã có mức giá khác nhau rồi. Chính vì như vậy, về nội tại của dự án của chúng ta thì cũng đã có cái sự khác nhau về giá rất là nhiều so với cái thời điểm mà các anh chị mua cho đến bây giờ. Trường hợp cái thời điểm mà các anh chị mua là vào năm 2021 đi, cho đến bây giờ là năm 2024. Nếu như mà trường hợp các anh chị mua thanh toán sớm vào cái thời điểm năm 2021 thì chúng ta sẽ có giá rất là tốt, và chúng ta sẽ có lợi thế cạnh tranh vào cái thời điểm nhận nhà, và chúng ta có mức giá thấp nhất. Chính vì như vậy chúng ta có thể bán trên lệch đâu đó rồi tầm khoảng chừng 500 đến 700 triệu rồi. Đặc biệt đó chính là những căn 3 phòng ngủ đang có mức độ trên lệch khá là tốt ở tại dự án Mastery Central Point cũng như là Lumiere Boulevard của chúng ta. Tại căn 3 phòng ngủ hiện nay giá mà chuyển nhượng đâu đó rồi tầm khoảng chừng trên dưới 7.5 tỷ một căn. Hiện nay thì giá gốc đâu đó thấp nhất được đầu là 6.9 tỷ một căn, và bây giờ giá chủ tư rơi tầm khoảng chừng 8.9 tỷ đến 9 tỷ một căn rồi. Và năm 2024 nếu mà trường hợp các anh chị mình thanh toán giãn thì chúng ta sẽ có mức giá nó cao hơn. Chính vì vậy cái lợi thế cạnh tranh của các anh chị khi mà cái thời điểm mà các anh chị mình nhận nhà thì cái mặt bằng giá so với giá gốc của các anh chị thì chúng ta sẽ có phần lợi nhuận nó sẽ thấp hơn so với những căn mà thanh toán sớm. Nghĩa là thanh toán đủ 100% cái thời điểm mà các anh chị mua cũng như chọn cái phương thức thanh toán và cái thời điểm ban đầu. Cái đó là cái quyền lợi cũng như là cái số tiền của các anh chị chúng ta thanh toán một lần chúng ta sẽ giảm giá khá là nhiều, cái tầm khoảng hơn 10% so với cái giá mà chủ đầu tư đang triển khai mở bán. Đó là cái chính sách hỗ trợ cũng như là chiết khấu dành cho những anh chị thanh toán nhanh đó. Cái thứ hai về cái yếu tố tăng giá của chúng ta đó chính là về yếu tố liên quan đến những cái tiện ích xung quanh các anh chị. Chúng ta sẽ có rất là nhiều cái thời điểm để mà kích cầu ở tại dự án này. Cái thời điểm kích cầu tốt nhất và các anh chị chúng ta đang xem đó chính là trung tâm thương mại Vincom Mega Mall. $48,000 được đi vào hoạt động vào ngày 1 tháng 6 năm 2024. Đây là cái thời điểm mà những dự án ở tại Vinhome Grand Park của chúng ta đều có sự thay đổi về chính sách cũng như về giá, có sự tăng nhẹ trong cái thời điểm đó, và khách hàng mua rất là nhiều. Ví dụ như là vào cái thời điểm đó theo như Tấn biết thì đã có sự thay đổi về giá đâu đó cầm đến tầm khoảng chừng 3%. Và đó đây là cái yếu tố thứ hai, và đây là đã hiện hữu rồi các anh chị, được đi vào hoạt động vào ngày 1 tháng 6. Đó, đây là cái thời điểm mà ở tại dự án Mastery Central Point và Lumiere Boulevard của chúng ta cũng đã có sự tăng giá nhẹ hoặc là có cái độ thanh khoản tốt hơn vào cái thời điểm mà khai trương cái trung tâm thương mại này. Cái thứ ba, trong thời gian sắp tới của chúng ta sẽ có cái gì ạ? Đó chính là cái sân góp, sân gôn đang trong quá trình hoàn thiện rồi. Thời điểm này là thời điểm vào tháng 7 thì dự kiến là trong khoảng giữa tháng 7 là sẽ đi vào hoạt động, dự kiến là ngày 15 tháng 7
dự kiến là khoảng ngày 15 tháng 7 sẽ đi vào hoạt động với sân golf này. Sân golf này là sân tập, thì coi như các anh chị chúng ta sẽ có 32 cái lô golf ở phía bên này để cho tất cả các anh chị mình tập. Và cái yếu tố thứ tư đó chính là gì các anh chị? Đó chính là cái quảng trường DS, quảng trường Golden S. Quảng trường Golden S đã khai trương vào ngày 20 tháng 6 rồi các anh chị. Chúng ta đã khai trương vào ngày 26 tháng vừa rồi. Thì quy tụ rất là nhiều khách hàng đi đến tham quan cũng như tìm hiểu cái sản phẩm của chúng ta. Còn bốn yếu tố nữa là gì? Đó chính là Wing Wonder. Thứ năm, Wing Wonder. Đây chính là cái công viên nước mà được xem là chủ tư đang khai thác khá triệt để cái khu công viên 36 hectare này của mình. Khi mà VinWonder trong quá trình hoàn thiện và dự kiến là trong tháng 8 sẽ đi vào hoạt động. Dự kiến là khoảng tháng 8 năm 2024 sẽ đi vào hoạt động. Thì cái VinWonder này sẽ là một cái bước tiến, cũng như là một cái thời điểm rất là tốt để cho chủ đầu tư Matre Home cũng như những cái sản phẩm của Vin sẽ thu hút được rất là nhiều khách hàng và trong dự án của chúng ta cũng như là những nơi khác đến đây tham quan vui chơi, trở thành một cái điểm du lịch, điểm check in cũng như là nơi mà vui chơi dành cho những người thân gia đình của mình ở cái thời vào những cái ngày cuối tuần hoặc là những cái lúc mà chúng ta sắp xếp được. Đồng thời giúp cho cái tỷ lệ đất đầy của dự án Vinhome của chúng ta lên cao hơn rất là nhiều. Hiện nay là mức độ lấp đầy tốt nhất là phân khu Rainbow và lấp độ thứ hai đó chính là Origami. Và hiện nay thì Mastery Central Point của chúng ta cũng đang có mức độ lấp đầy tương đối ổn từ các anh chị, đó tầm khoảng chừng 10% so với số lượng căn ở tại dự án này được bàn giao vào cuối năm 2023.